Xin chào chị nhé, em mới về được một chiếc nồi Hitachi này. Con này nồi cao tần nhé chị nhé, nồi cao tần Hitachi mã là RZA10KSM chị nhé. Con này là Hitachi 1 lít nồi cao tần có áp suất, con này đời 2018, con này là hàng trưng bày gần như chưa chưa sử dụng chị ạ. Hình như chưa sử dụng đây này, nhìn thấy không? Nó như mới luôn, này, không có một tí gì là dấu hiệu của sự sử dụng nhé. Nói chung là nồi như mới, đời 2018 luôn. Lòng nồi đẹp này, thấy không? Long lanh luôn này. Cực kỳ đẹp anh chị nhá. Đây. Một số cái bụi bẩn em chưa có lau sạch được. Đó 2018 anh chị nhá. Đây. Mới keng luôn. Nồi áp suất có áp suất này, Ecolovi tiết kiệm điện này, nồi cao tần này. Đó, đây anh chị nhìn nồi như mới luôn anh chị ạ, nồi đời 2018 nhá, Hitachi. 1 lít dành cho 3 năm người ăn. Nấu khoảng 500 đến 700 gram gạo là đẹp. Đây. Thông số của nó đây. Nồi Hitachi 1 lít này, cao tần IH này. Mã là RZA10KSM này. Con này thông số này đây, điện 100V, công suất 1400W, con này công suất lớn. Dòng 20A, nhiệt độ nấu là 137 độ C, đời 2018. Rất đẹp anh chị nhá, gần như mới luôn. Anh chị bây giờ mua một cái nồi cao tần ở ngoài siêu thị chắc nó cũng phải tầm một lít thôi, chắc cũng phải tầm trên dưới chục triệu. Còn nồi đi 8 có những con nồi thì nó khoảng mười mấy 20 triệu luôn. Đây là con nồi 2018 này gần như mới này, em bán giá 2 triệu 2 chị nhé, bán nhanh 2 triệu 2 luôn. Quá đẹp, quá mới luôn. Rồi anh chị nào mua thì liên hệ em nhé, xin cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Em về rất nhiều hàng, anh chị nếu muốn đến xem anh chị đến xem giúp em nhé. Xin chào tạm biệt anh chị, hẹn gặp lại anh chị ở video sau.